Shop Phụ Tùng Nhật Đạt chào quý anh em nha. Đây hôm nay hàng về một số hàng mới nha anh em nha. Hàng mới Honda thì về khá là nhiều. Bữa trước mấy anh em hỏi mình bóng đèn Abi Malaysia, nay có hàng nha. Bóng đèn. Đây. Bóng đèn này thì về chất lượng thì siêu sáng. Rất là sáng và nó phù hợp cho các dòng W110 nha. W110. Cái chân đế đèn dài. Đó. W110 nha anh em nha. Anh em xài W110 hoặc W100 chúng ta mua cái này gắn vô là y hệt nhau nha. Đó. Này thì cực kỳ sáng. Bên giao hàng bên Abi á thì giao cho mình thì kêu là bóng đèn siêu sáng nha, bóng đèn siêu sáng 110. Nó có một loại bóng đèn thường nữa. Một bóng đèn nó không sáng bằng bóng này. Thì bóng này mình có giới thiệu cho anh em một vài lần rồi. Thì clip mình sẽ mở ra cho anh em coi. Giá là 100 ngàn một cái nha. 100 ngàn một cái. Rồi, một số cái mặt hàng khác như là đây, Ronden Dream Thái. Ronden Dream Thái nha. Ham Synergy. Thì cái này nổi tiếng rồi, 250 bộ ha, giá rẻ. 250 bộ. Đây, một số mặt hàng khác như là một số cái này là cái đế đèn trước của Abi nè. Đây là cái chụp xi nhan trước Abi nè. Này thì giá nó có 150 thôi. Còn nếu mà đế đèn trước thì 250 nha. Đế xi nhan trước. Đó, thì tại vì cái dòng này là nó là sử dụng cái đèn xi nhan rời chứ nó không phải là đèn xi nhan dính liền giống như là cái quay alpha, cho nên là cái này nó sẽ tắt riêng ra nè ha. W110 là nó như vậy, W110 và W100. Thì cái này là nó giá cái đế, nó có đế thì giá của nó là 250. Còn nếu mà cái loại nó chỉ có chụp không á, giá là 150 nha. Rồi ok. Rồi, đây, lọc xăng 110 Thái. R99 có cao su mới Honda. Cái này thì 45.000 một cái. Nè anh em nào chúng ta có mua hàng với Đạt thì biết rồi nha. Hàng thì nó nhiều lắm, nó đủ thể loại hết vô chừng lắm. Đấy. Thì cái này đã đang nhập hàng về bên cơ sở 2 nha anh em. Tem Limited 2007 phiên bản 1997 ha. Và đặc biệt nay thì nó cũng có về thêm một số cái dòng sản phẩm mới nữa, thì có thời gian thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Ví dụ như đây là cái Mikamakong nè. Mikamakong nè, đồ Mikamakong Thái Lan nè. Cái này là nguyên đai nguyên kiện chưa bóc siêu luôn nha. Đó, thì có gì mình sẽ giới thiệu cho anh em sau. Số sản phẩm mới. Số bô Honda Thái nè. Số cái bô Honda Thái ha. Số bô Honda Thái cái đời này là đời 99 hay gì đó. Mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em trong một vài clip tới. Đó thì nó hàng hóa nó cũng nhiều lắm anh em. Nay thì tiệm mình cũng chưa có xong cho nên là cũng chưa có để đồ sắp xếp cho anh em được. Dây điện thì bữa anh em có hỏi dây điện sườn thì đây. Dây điện sườn Rim Thái và dây điện sườn quay alpha là có đủ hết nha. Dây điện sườn Thái và dây quay là có hết này. Dây Thái này, dây là dây Rim Thái này. Có dây quay alpha nữa. Đây. Dây quay alpha đây. Rồi cái này dây Rim Thái. Hôm qua có một mớ dây quay alpha nữa nè. Đó, thì dây điện sườn Rim Thái và dây điện sườn quay là đây là có hàng nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với shop nha. Rồi, một số hàng mới sản phẩm mới thì sắp tới mình sẽ giới thiệu cho anh em như là cái cùng công tắc nha. Cùng công tắc. Đây. Cùng công tắc này là cùng công tắc bên này là super. Còn cái bên kia, cái bên phần cái nút còi ấy, thì nó sẽ là Dream Thái nha, nút càng lớn Dream Thái. Còn cái bên kia nó là super. Thực ra nó là cái dòng mà super Rim Thái hàng nội địa đời cao quá nè, cho nên là nó sẽ là cái đó chứ nó không phải là HLP nha. Còn cái này là Rim Thái này, cái nút còi lớn này đấy. Còn bên này thì nó sẽ là super nha, chân vàng. Thì một cặp này giá 350 nha, sắp tới mình sẽ giới thiệu cho anh em. Còn đợt này thì hơi bận chưa có giới thiệu được. Anh em là muốn đặt trước thì liên hệ mình. Cục cùng của Rim giá 350 nha, cực kỳ rẻ. Rồi ok, số mặt hàng khác đi. Số mặt hàng khác nữa, ví dụ như này là một cam. Cam trước sau tháng đùm. Cam trước sau tháng đùm, cam trước sau tháng đĩa. Rất là nhiều loại luôn em. Thì để anh em chúng ta có cái lựa chọn đa dạng hơn về các cái loại hình hàng mới nha. Rất là nhiều thứ luôn. Thì trong thời gian tới mình sẽ quay up lên cho anh em coi về giá cả cũng như là chất lượng nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có nhu cầu thì cứ ủng hộ shop Trần Đạt nha. Số điện thoại của shop 0915
434 973 nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn em những clip tiếp theo nha.